Mới đây, những hình ảnh và thông tin của mẫu Buick Anchor GX 2024 đã được hé lộ và thu hút được sự chú ý của nhiều người dùng. Buick Anchor GX 2024 sẽ sớm được mở bán tại thị trường Mỹ và cạnh tranh với Kia Celtis. Được quảng cáo là hiện đại, tinh tế và phong cách, Buick Anchor GX 2024 có thiết kế mới được xây dựng dựa trên khái niệm Wildcat F. Những thay đổi dễ nhận thấy trên Buick Anchor GX 2024 có thể kể đến như Phần mũi tròn có logo 3 tấm khiên mới của Buick, đèn pha LED hay lưới tản nhiệt cũng đã được thiết kế lại và di chuyển xuống sâu hơn và tấm cản thể thao có vẻ ngoài ấn tượng hơn. Phần còn lại của thiết kế phần lớn được giữ nguyên, nhưng Buick Encore GX 2024 sẽ được trang bị bánh xe 18N và 19 in mới. Đuôi xe cũng có một số cập nhật nhỏ bao gồm chữ Buick, cũng như logo mới. Những khách hàng đang tìm kiếm một diện mạo khác biệt hơn có thể lựa chọn phiên bản Sport Touring của Buick Encore GX 2024 với cản va màu đen bóng và tùy chọn mui xe màu đen. Giống như người anh em song sinh của nó Chevrolet Trailblazer, Buick Encore GX 2024 sở hữu nhiều công nghệ và tính năng hiện đại. Buick Encore GX 2024 được trang bị hệ thống buồng lái ảo, bao gồm cụm công cụ kỹ thuật số 8 inch và màn hình 11 inch cho hệ thống thông tin giải trí. Hơn nữa, Buick cho biết hệ thống thông tin giải trí trên Buick Encore GX 2024 có bố cục mới đẹp mắt hơn và hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bên dưới mui xe, Buick Encore GX 2024 sử dụng động cơ 3 xi lanh, dung tích 1.2 lít tăng áp, sản sinh công suất 137 mã lực và mô men xoắn 219 Nm. Nó được kết hợp bởi một động cơ tăng áp 1.3 lít tùy chọn tạo ra công suất 155 mã lực và mô men xoắn 236 Nm hệ dẫn động tất cả các bánh cũng có sẵn, và đi kèm với hộp số tự động 9 cấp. Về mặt an toàn, gói Buick Driver Confidence là trang bị tiêu chuẩn trên Buick Encore GX 2024. Gói an toàn này bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo trạch làn đường và đèn pha Intel Libim. Các tùy chọn khác bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo thay đổi làn đường, cảnh báo vùng mù bên và gương chiếu hậu. Buick Encore GX 2024 sẽ đi vào sản xuất vào tháng tới và đến các đại lý ở Mỹ vào mùa xuân này, Buick Encore GX 2024 có giá bán khởi điểm từ 639 triệu.